Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo siêu tiềm năng tương tự như cái kèo Aviva Wood mà các bạn đã từng khai thác, đó là cái kèo Vera, khai thác cái đồng Vera token. Thì cái dự án này thì nó có cái giao diện cũng như là cái cách khai thác cũng tương tự như cái dự án Aviva Wood mà các bạn đã khai thác và đã được niêm yết trên sàn OKX. Thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái dự án này. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một chút cho các bạn về cái giao diện của app. Thì app ở đây thì chúng ta cũng sẽ là bấm khai thác theo cái kiểu chuỗi khối, và một ngày chúng ta có thể vào, chúng ta tham gia, chúng ta bấm và thu hoạch cái đồng Vera mỗi một ngày. Và ngoài ra thì các bạn còn được thu hoạch cái đồng BTC nữa. Nó cũng tương tự như cái đồng Aviva Wood mà các bạn đã từng khai thác đó. Và khi các bạn ở claim cái phần thưởng của các bạn thì nó sẽ được cộng lên cái số dư ở bên trên này, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái số dư của mình ở đây là đang có 10 đồng nhé. Và cái thông tin về cái dự án thì mình cũng chia sẻ qua cho các bạn một chút, chúng ta tìm hiểu và để mà cho các bạn tìm hiểu thêm về cái dự án này, chúng ta có đáng để chúng ta tham gia hay không. Thành phố Vera tập trung vào việc tạo ra thành phố kỹ thuật số thú vị và ngày trực tuyến, và đó là nơi bạn có thể tìm thấy bạn bè và các giá trị được chia sẻ dựa trên vị trí của bạn và những gì bạn quan tâm, là mọi người đều có cùng một cảm dung cảm và tác động riêng. Vì vậy, để khơi dậy mọi thứ trong quá trình khám phá nền tảng của chúng tôi, thì chúng tôi đã triển khai phần thưởng và tên là Vera. Trong tương lai, Vera sẽ có rất nhiều công dụng, và nếu như bạn là một loại người có thể mời nhiều bạn bè đến xem nền tảng của chúng tôi, thì bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn nữa. Ví dụ như chúng tôi đang nghiên cứu một kiểu giao tiếp xã hội tích cực, làm cách nào bạn có thể đáp ứng được nhu cầu xã hội của mình và tăng cường sức ảnh hưởng của mình nhưng cũng giảm thiểu được cường độ sử dụng, tương tự như cảm giác tội lỗi khi chơi TikTok. Đó là những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi khoảnh khắc ở thành phố Vega đều có ý nghĩa và cộng hưởng với các giá trị nhân vật cốt lõi của chúng tôi. Đó, trên đây là cái phần giới thiệu sơ qua về cái phần dự án. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đăng ký, cách tải app cũng như là đăng ký tài khoản để chúng ta tham gia vào, chúng ta khai thác cái đồng Visa các bạn nhé. Thì cái link tải app này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì hiện tại thì cái phiên bản cho các bạn sử dụng cái App Store hiện tại chưa có app, thì chúng ta sẽ tải cái bản APK ở trên Android các bạn nhé. Thì mới có app cho các bạn sử dụng Android thôi. Thì các bạn kích vào cái mục mà Android này cho mình này. Đó, các bạn kích vào mục Android. Sau đó thì các bạn kích vào cái phần mà tải app này cho mình này. Đó, các bạn tải xuống. Các bạn tải xuống cho mình. Thì ở đây thì chúng ta sẽ chờ. Sau khi cải tải xong app thì các bạn nhấn mở nhé. Và các bạn nhấn vào cài đặt. Ở đây thì mình đã cài đặt rồi. Mình sẽ nhấn là. Sau khi các bạn cài đặt app lên thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Thì có thể nó sẽ có lúc nó bị lỗi một chút. Thì các bạn phải canh cái thời gian. Cái này nó là lỗi không gửi mã code. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái tài khoản, thì các bạn nhập cho mình cái địa chỉ email của bạn hay sử dụng vào đây. Lúc ban đầu tiên thì mình cũng đã đăng ký tài khoản rất là nhiều lần, tuy nhiên thì nó không gửi mã code thì chúng ta không thể xác minh được cái địa chỉ email, và không biết bây giờ thì chúng ta sẽ có nhận được cái mã code hay không. Thì các bạn nhấn vào cái nhận mã code thì nó sẽ có cái đồng hồ đếm ngược ở đây. Thì bây giờ các bạn vào cái địa chỉ email và mail các bạn tìm cho mình cái mã code nhé. Cái mã code của nó sẽ gửi về theo cái địa chỉ email chúng ta. Đây, mình nhận được luôn nhé. Là cái này là hiện tại thì bây giờ không bị lỗi. Thì các bạn copy cho mình cái mã code này. Các bạn copy cho mình cái mã code này thì các bạn dán vào đây cho mình này. Đó, và các bạn đánh dấu tích vào đây, chấp nhận điều khoản này. Sau đó các bạn nhấn vào login. Như vậy là chúng ta không cần phải mật khẩu, và chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái mã code xác minh cái địa chỉ email chúng ta, là chúng ta đăng nhập được vào cái app của chúng ta luôn. Đó, thì các bạn chờ một chút, nó sẽ load thông tin nhé. Đó, như thế này là nó đã bị lỗi này. Thi thoảng nó sẽ bị lỗi một chút, cho nên là chúng ta cố gắng, chúng ta thao tác nhiều lần, thao tác đi thao tác lại để có thể là chúng ta đăng nhập được vào. Như vậy là cái mã code nó đã hết cái hạn đấy, thì các bạn này phải lấy lại. Chúng ta sẽ tắt app này. Đó, thì nó mình lại sẽ lấy lại mã code nhé.
Đó, cái code mới gửi được về đây. Thì các bạn copy cho mình cái mã code này. Ok, như vậy là được rồi nhé. Thì các bạn có thể chọn một trong các cái thông tin ở đây, thì các bạn bấm vào cái chọn đầu tiên này. Sau đó thì các bạn lựa chọn tuổi này. Các bạn mức tuổi nào thì chúng ta sẽ chọn mức tuổi. Đó, thì các bạn chờ một chút nó sẽ load này. Rồi, đến cái bước này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là nhập cái mã mời. Thì các bạn dán cho mình cái mã mời vào đây. Thì mã mời này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì các bạn dán vào đây cho mình này. Sau đó thì các bạn nhấn vào chữ index này. Hiện tại thì cái app nó vẫn đang lỗi, thì chúng ta cứ cố gắng chúng ta khắc phục. Các bạn nhấn vào index TX16 này. Đó, thì các bạn nhấn vào, sau đó thì các bạn chờ một chút nó sẽ xác nhận thông tin. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã nhập xong cái mã mời. Không biết là đã nhập được cái mã mời chưa, thì các bạn nhấn vào đây này. Đây, các bạn nhấn vào đây để chúng ta bắt đầu một cái phiên khai thác này. App hiện tại vì vẫn đang lỗi rất là nhiều. Tuy nhiên thì sẽ là có một trong 2 ngày tới thì app nó sẽ khắc phục được cái lỗi này. Sau khi các bạn xác nhận cái mã mời xong thì các bạn sẽ nhận được 10 cái đồng visa ở đây này. Đó. App vẫn đang rất là lỗi nhé. Để mình tắt đi, mình khởi động lại app này. Rồi ok, app ngon rồi. Đây thì các bạn nhấn vào đây để chúng ta bắt đầu một phiên đào này. Rồi ok rồi nhé, app như vậy là đã ok. Chúng ta bấm bắt đầu một phiên đào đó. Thì khi mà nó không còn xuất hiện cái phần thông tin ở cái nút ở đây nữa như mà mình vừa chỉ nữa, thì là tức là cái phiên đào của bạn đã bắt đầu khai thác rồi. Thì mọi cái thông tin thì các bạn bấm vào đây thì nó sẽ nhảy lên như thế này. Đây, đây là cái phần mà copy mã mời nhé. Thì các bạn nhấn vào cái phần mà tem này này, chúng ta sẽ bấm vào đây, nó sẽ hiện ra cái mã mời, mã code của bạn. Các bạn chờ một chút, nó đang load cái thông tin thì nó hiện ra cái mã mời đây. Thì các bạn đây là cái mã mời cùng của các bạn này. Tiếp theo là ở đây là sẽ là cái phần copy, các bạn copy cái mã mời này rồi chia sẻ mà mời bạn bè tham gia để chúng ta tăng được cái sức mạnh khai thác của cái đồng visa này lên. Đó, thì ở đây nó cũng cái phần mà chia sẻ thẻ băm nhé. Thì các bạn nhấn vào cái phần mục cái mũi cái hình ngôi sao ở đây, nó sẽ có cái phần thẻ băm này. Các bạn cũng chia sẻ thẻ băm tương tự như cái dự án Aviva World đó, và mọi thông tin khác này. Hiện tại thì cái app này vẫn đang lỗi, cho nên chúng ta cố gắng chúng ta khắc phục, và chúng ta sẽ sử dụng tạm và chờ cái phiên bản app mới nhất nó ra mắt thì chúng ta sẽ sử dụng mượt mà hơn. Rồi ok, video này thì mình xin được kết thúc tại đây, và khi có cái thông tin mới hơn từ cái dự án này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.